sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau. Mai kia chết rồi, trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Thưa anh chị, Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam đã tường thuật trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những thước phim đầu tiên, những hình ảnh được mạng xã hội chọn lọc lại cho thấy một không khí thương tiếc khôn nguôi và những sự ngổn ngang của người ở lại. Người ra đi thì đã ra đi rồi, thì công việc còn lại chính là những người ở lại. Chúng ta thấy trong bức ảnh mà chúng tôi đã đưa, chọn lọc để đưa, các chị sẽ thấy Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và tâm trạng của mỗi người cũng thể hiện trên nét mặt qua phán đoán của chúng ta thôi. Còn họ nghĩ gì làm sao chúng ta biết được, phải không? Nếu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người cúi đầu duy nhất trong bức hình này, những người còn lại ở trong trạng thái trang nghiêm và mặc niệm. Còn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cúi đầu thật sâu. Ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi xin thôi tất cả các chức vụ quyền hạn vì trách nhiệm chính trị người đứng đầu. Ở đây chúng tôi nhắc như thế chứ không phải là vì hành vi cá nhân. Cũng đã có nhiều lần xuất hiện trước công chúng trong những dịp lễ lạc dân dân và dân dân. Còn ông Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì chúng ta thấy rằng vắng bóng mất hẳn. Và đến hôm nay thì mới gặp lại người trong thần sắc vẫn bình thường, khỏe mạnh, rất đáng mừng. Thưa anh chị, cuối cùng thì hóa ra kẻ thù lớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại chính là thời gian. Thời gian không tha cho một ai hết, dù là một thứ dân, một người cần lao, một bác sĩ, một kỹ sư, một thánh nhân hay là một người lãnh đạo. Thời gian rất tàn nhẫn và thời gian ra tay lúc chúng ta bất ngờ nhất. Với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vậy, biết bao ước mơ, dự định còn dang dở. Thưa anh chị, có vẻ như mà chúng tôi nói cảm nhận của chúng tôi thôi, những điều chúng tôi biết thôi, chưa chắc gì đã đúng. Nếu không đúng, các anh chị niềm tin tha thứ. Thưa anh chị, trong sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dành cho công việc thôi, do đó mối quan hệ của ông không có tính chất riêng tư, chỉ có tính chất công việc thôi. Bốn người thân cận nhất với ông phải kể là Lê Minh Hưng, ông Tô Lâm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và nhà báo Thu Hồng của Đài Truyền hình Hà Nội. Thưa các anh chị, bạn Lê Minh Hưng là chánh văn phòng Trung ương Đảng, là văn phòng tứ vũ của ông Nguyễn Phú Trọng và Trung ương. Đương nhiên rồi, mọi chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều văn bản hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không bao giờ chỉ dụ bằng miệng mà bằng viết tay ra, viết hẳn ra giấy và lưu trữ vào kho tàng của Trung ương Đảng. Bạn Lê Minh Hưng là chánh văn phòng có nhiệm vụ là văn bản hóa nó và gửi đi các nơi, và cũng trên ngược lại cũng vậy. Và Lê Minh Hưng là một người làm việc đúng nghĩa của mình, giống như học trò công tôn sách của Bao Công, làm việc chuẩn mực, đúng yêu cầu, không vượt quá yêu cầu và cũng không lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham gia việc riêng của mình vào này, và rất được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng. Người thứ hai đương nhiên rồi là ông Tô Lâm, người kề cận suốt hơn 10 năm với Tổng Bí thư trong công cuộc đốt lò đầy khốc liệt, Người thứ ba là Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và sau đó là trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Trung ương, người chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư thường xuyên cùng với các y bác sĩ bệnh viện 108 đương nhiên rồi. Và người kế tiếp nữa là nhà báo Thu Hồng. Nhà báo Thu Hồng quen với ông Nguyễn Phú Trọng và bà Ngô Thị Mận từ thời hai người này, từ thời bác Trọng còn làm ở tạp chí Cộng sản và bà Ngô Thị Mận còn làm ở công an, và chị Hồng cũng hay đến gia đình này thăm gặp và ăn uống trong những bữa ăn gia đình. Một người rất hiểu về đời thường của gia đình ông Trọng và tỏ ra sự kính trọng đặc biệt vì sự đơn sơ này. Thưa anh chị, ông Nguyễn Phú Trọng
là một người sống khổ hạnh trong niềm vinh quang lặng lẽ của mình. Hạnh phúc duy nhất của ông, hạnh phúc đời thường duy nhất của ông Nguyễn Phú Trọng là ăn những bữa cơm cho bà Nguyễn Thị Mận nấu theo đúng phong vị Bắc xưa. Thế thôi, ngoài ra ông không có một niềm vui nào khác cả, như nào khác cả ngoài công việc. Và bây giờ thì những ân tình từ nay xin gác lại. Thưa các chị, những người đến dự quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ là chung một cảm giác thương tiếc. Thương tiếc đương nhiên rồi, nhưng với chúng ta, với người dân thì đó là cảm giác chung, sự thương tiếc của một người mà chúng ta kính trọng về cuộc sống liêm khiết, vì sự kiềm chế hiếm có trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng những quan chức chắc chắn là trong lòng họ sẽ nghĩ một thêm một điều nữa, ngày mai ra sao, ngày mai ra sao. Và điều đó mới là điều quan trọng, đó là cũng câu hỏi của không chỉ những người đó, những người trong cuộc, mà của toàn dân và của những nhà quan sát chính trị quốc tế, đặc biệt là những nhà đầu tư họ đổ tiền vào Việt Nam rất nhiều, thì họ cũng nghĩ rằng ngày mai ra sao, như thế nào. Thưa các vị, không phải vô tình đâu, mà trước khi thông báo tin Tổng Biên tập Nguyễn Phú Trọng từ trần, thì thông báo trước đó của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra lời yêu cầu chưa từng có, đó là yêu cầu toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung sức một lòng sau sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, chung một lòng, đoàn kết, thống nhất cao để xây dựng đất nước và hùng mạnh dân dân và dân dân. Như vậy là trong tình hình hiện nay, thành quả và di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại có tiếp tục phát triển hay không, phát triển theo hướng nào là do những người ở lại và đảm bảo tính thành công của nó. Điều cơ bản và điều đầu tiên nhất đó là tinh thần đoàn kết. Thưa các anh chị, cá nhân tôi xin gửi lời chia buồn và thành kính vân u đến gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin cảm ơn các anh chị.